bạn hiện tại phụ huynh và học sinh đang thắc mắc cơ hội định cư tại Canada. Vậy để làm thế nào để được định cư tại Canada và điều đó thì khó hay dễ đối với sinh viên quốc tế? Để thúc đẩy nền kinh tế phát triển tốt hơn, tận dụng nguồn tài nguyên và các tiềm năng sẵn có khác, một số tỉnh bang Canada có những chính sách cực kỳ ưu đãi với các du học sinh, khuyến khích du học sinh ở lại sống và làm việc tại đây. Thì hôm nay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, công ty với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ du học du lịch, xin giới thiệu cho các bạn chương trình PNP là chương trình định cư cho sinh viên quốc tế sau khi học xong. Và tại tỉnh Manitoba, sinh viên sẽ được đăng ký xin định cư ngay sau khi tốt nghiệp cao đẳng đại học. Kể cả khi chưa tìm được việc làm, theo luật cũ thì trước đây thì sinh viên quốc tế chỉ được đăng ký xin định cư sau khi đã có việc được ít nhất là 6 tháng tại bang Manitoba. Theo chính sách mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2011, các sinh viên quốc tế theo học và tốt nghiệp tại các chương trình cao đẳng đại học dạy thông thường 2 năm cao đẳng, 4 năm đại học, 1 đến 2 năm thạc sĩ, 3 đến 3 năm nghiên cứu sinh hoặc chương trình Fast Track liên thông và tiết giảm thời gian học lên đại học đều có cùng quyền lợi như trên. Cũng ở bang Manitoba, Canada, các chi phí cho việc học cao đẳng đại học mà sinh viên đã trả cho trường sẽ được hoàn lại dần qua các năm sống và làm việc có trả thuế tại Manitoba sau khi đã định cư. Mức hoàn trả học phí này tối đa là 60% tổng học phí mà sinh viên đã đóng cho trường. Việc hoàn phí này không ảnh hưởng đến các quyền lợi khác khi sống và làm việc tại Canada. Và công ty Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức cho hai trường thuộc Manitoba, đó là University of Manitoba. Trường Đại học Manitoba được thành lập năm 1877 và có trụ sở tại thành phố sôi động Winnipeg. Đây cũng là trường đại học đầu tiên ở miền Tây Canada. Trường hiện có hơn 27.000 sinh viên và 10% trong số đó là sinh viên quốc tế đến từ 90 quốc gia khác nhau trên thế giới. Chất lượng giáo dục các giảng viên cũng như sinh viên đã được thế giới công nhận. Và trường thứ hai đó là Bridgewater College, là trường cao đẳng lớn nhất tỉnh Manitoba và toàn diện nhất về các khóa học ứng dụng tại Manitoba. Chương trình học đa dạng, chương trình tiếng Anh dành cho sinh viên quốc tế, chương trình quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, quản trị du lịch khách sạn, kế toán ứng dụng, và học phí chỉ khoảng 10.000 đô la Canada trên một năm. Và để biết rõ hơn thông tin chi tiết về hai trường này, các bạn có thể liên hệ đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc truy cập website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Hoặc các bạn có thể gọi đến số điện thoại 0838484879. Và hiện tại công ty chúng tôi đang có tháng tham vấn du học. Công ty sẽ làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ đến 12 giờ và buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.